theo thông tin ban đầu, một vụ tai nạn đã xảy ra vào khoảng hơn 14 giờ ngày 22 tháng 9 tại km 200-950 quốc lộ 6, đoạn thuộc địa phận quận xã Triềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Vào thời gian trên, khi xe ô tô tải và xe ô tô con đang lưu thông, bất ngờ bị nhiều tảng đá lớn cùng đất từ trên núi rơi xuống đè chúng. Đất đá rơi chúng đã khiến hai xe ô tô bị hư hỏng, 8 người bị thương nhẹ, giao thông ùn tắc kéo dài. Ngay sau khi vụ sạt lở đất đá xảy ra, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường giúp đỡ những người bị nạn và giải phóng hiện trường. Được biết, hiện trên địa bàn huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La có mưa, nhiều nơi có nguy cơ sạt lở đất đá. Người dân tham gia giao thông cần chú ý quan sát nhằm đảm bảo an toàn của mình. Chiều ngày 22 tháng 9, ông Nguyễn Tấn Lộc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh Chu Đức Dũng, 25 tuổi, du khách ở tỉnh Lâm Đồng bị rơi xuống biển mất tích vào trưa ngày 21 tháng 9. Cụ thể, vào khoảng 14 giờ 10 phút ngày 22 tháng 9, đồn biên phòng Phước Dinh ở Ninh Thuận thông tin lực lượng lặn thuộc đội lặn của lữ đoàn đặc công nước 5 đã tìm thấy thi thể nạn nhân cách vị trí rơi khoảng 150m theo hướng đông nam và đã đưa thi thể nạn nhân vào khu vực bãi tràng thuộc thôn Sơn Hải 2, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam. Hiện tại, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình đưa về tỉnh Lâm Đồng lo hậu sự. Trước đó, như báo điện tử VTC News đã đưa tin, vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 21 tháng 9, anh Chu Đức Dũng cùng 4 người bạn đến khu vực bãi đá trứng thuộc thôn Sơn Hải, xã Phước Dinh và đứng trên các mỏm đá gần bờ biển để chụp hình và check-in. Lúc này, anh Dũng không may trượt chân rơi xuống biển. Do không biết bơi nên đã bị sóng lớn cuốn mất tích. Nhận được tin báo, ngay trong đêm, chính quyền địa phương đã phối hợp với lữ đoàn đặc công nước 5 và đồn biên phòng Phước Dinh, đồng thời thông báo cho các tàu cá và ngư dân đang hoạt động gần khu vực nạn nhân mất tích hỗ trợ để tìm kiếm. Sáng ngày 22 tháng 9, vụ việc bố lái xe ô tô không may cán tử vong con 17 tháng tuổi trên địa bàn thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc khiến nhiều người xót xa. Theo tìm hiểu của phóng viên và thông tin từ người dân chia sẻ, vào tối ngày 21 tháng 9, cháu bé mới 17 tháng tuổi vì mừng rỡ khi thấy bố mẹ đi làm về, do không quan sát nên đã chạy ra ngoài và dẫn đến hậu quả đau lòng. Sự việc trên được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của nhiều người và những bình luận bày tỏ sự xót xa, đau đớn đồng thời chia sẻ sự mất mát đối với gia đình nạn nhân. Rất nhiều người cũng chia sẻ tình huống tương tự từng xảy ra ở nhiều nơi. Đây cũng là sự việc không ai mong muốn. Liên quan đến vụ việc, vừa lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc xác nhận, vụ việc xảy ra tại phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên. Trong lúc lùi xe ô tô, người bố bất cẩn không may cán phải người con khiến nạn nhân tử vong. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường và điều tra nguyên nhân của vụ việc.